Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh youtube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, hai công ty năng lượng của Mỹ là Westinghouse Electric và Car Power vừa công bố thỏa thuận hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân nổi FNPP, đánh dấu bước tiến mới của Mỹ trong lĩnh vực đang được Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Nga hiện đang vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới, Academic Lomonosov, từ tháng 12 năm 2019, được trang bị hai lò phản ứng KLT-40S Nhà máy có công suất 70 MW điện và 300 MW nhiệt, cung cấp năng lượng cho khu vực Bắc Cực. Nga còn có kế hoạch xây dựng thêm 5 nhà máy nổi phục vụ các mỏ dầu khí của Gazprom tại vùng Bắc Cực. Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển ACPR 50S với công suất 60 MW nhằm cung cấp năng lượng cho các giàn khoan dầu và đảo dọc bờ biển phía Đông. Dự kiến nước này sẽ xây dựng tới 20 nhà máy điện hạt nhân nổi trong tương lai. Dự án mới của hai công ty năng lượng Mỹ Westinghouse và Capere sử dụng lò phản ứng micro evc có thể hoạt động liên tục 8 năm không cần nạp nhiên liệu. CEO Capere, Michael Powell nhấn mạnh, việc kết hợp công nghệ hạt nhân tiên tiến với quy trình sản xuất tại nhà máy đóng tàu sẽ giúp triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Nhà máy điện hạt nhân nổi mang lại nhiều lợi thế độc đáo như tính cơ động và khả năng cung cấp năng lượng cho vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những thách thức về môi trường và an toàn do phải đối mặt với điều kiện biển và rủi ro tai nạn. Mỹ từng vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi MH1A từ năm 1967 đến 1976. Với thỏa thuận mới công bố, nước này đang quay trở lại cuộc đua công nghệ đầy tiềm năng, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành năng lượng sạch toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, NBER, việc hạn chế phát triển điện hạt nhân sau thảm họa Chernobyl năm 1986 đã gián tiếp gây ra nhiều tổn thất về sinh mạng do ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch. Nghiên cứu cho thấy sau sự cố Chernobyl, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới gần đây như đình trệ, nếu xu hướng phát triển trước đó được duy trì, riêng Mỹ có thể đã xây dựng thêm 170 lò phản ứng. Thay vào đó, hiện nay điện hạt nhân chỉ đóng góp 20% sản lượng điện của Mỹ, chủ yếu từ các lò phản ứng nước nhẹ được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Các nhà kinh tế ước tính, mỗi nhà máy điện hạt nhân được xây dựng có thể cứu được hơn 800.000 năm tuổi thọ nhờ giảm ô nhiễm không khí. Trên toàn cầu, việc giảm 389 nhà máy điện hạt nhân sau Chernobyl đã khiến các quốc gia mất đi 318 triệu năm tuổi thọ dự kiến, trong đó riêng Mỹ mất 141 triệu năm. So sánh với tác động của ô nhiễm không khí, các số liệu về tử vong liên quan đến điện hạt nhân thấp hơn đáng kể. Sự cố Three Mile Island ở Mỹ năm 1979 không gây thương vong. Thảm họa Fukushima 2011 ở Nhật chỉ dẫn đến một ca tử vong do phóng xạ nhiều năm sau đó. Tại Chernobyl, vụ nổ lo phản ứng khiến hai công nhân thiệt mạng và 47 nhân viên cứu hộ sau đó tử vong do phơi nhiễm phóng xạ. Ủy ban khoa học về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử của Liên Hợp Quốc năm 2018 cũng xác nhận phần lớn người dân trong vùng nhiễm xạ Chernobyl chỉ tiếp xúc với mức phóng xạ tương đương hoặc cao hơn một chút so với mức nền tự nhiên hàng năm và không cần lo ngại về hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, cuộc tấn công chưa từng có bằng tên lửa đạn đạo tầm trung mới Oresnik vào Ukraine là phản ứng trực tiếp của Nga trước việc Kiev sử dụng tên lửa do Mỹ và Anh sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Putin cũng cảnh báo rằng các cơ sở quân sự của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công Nga có thể trở thành mục tiêu. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Putin chấp nhận những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng đối với học thuyết hạt nhân của Nga, cho phép nước này đáp trả bằng vũ khí hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường vào lãnh thổ của mình. Theo dữ liệu từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS, Nga hiện sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, chiếm 47% kho dự trữ toàn cầu. Trong số đó, khoảng 1.710 đầu đạn được triển khai, nhiều hơn so với con số 1.670 của Mỹ. Cả Mỹ và Nga đều có sức mạnh hạt nhân cần thiết để tấn công lẫn nhau nhiều lần và có nhiều đầu đạn hơn đáng kể so với 7 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác trên thế giới. Trong số các loại vũ khí được triển khai của Nga, ước tính có 870 tên lửa đạn đạo trên đất liền, 640 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và khoảng 200 tên lửa ở các căn cứ máy bay ném bom hạng nặng. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng họ cảnh báo về khả năng gia tăng trong tương lai khi nước này thay thế tên lửa đầu đạn đơn bằng loại có khả năng mang nhiều đầu đạn. Trên bình diện thế giới, quy mô kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã giảm nhanh chóng trong bối cảnh hòa hoãn sau chiến tranh lạnh tuy nhiên liên đoàn các nhà khoa học mỹ cảnh báo rằng trong khi tổng số vẫn đang giảm đầu đạn hoạt động lại đang tăng trở lại nhiều quốc gia cũng đang nâng cấp tên lửa của họ để triển khai được nhiều đầu đạn cùng lúc hans m christensen giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại liên đoàn các nhà khoa học mỹ cho biết ở hầu hết các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều có kế hoạch hoặc động thái đáng kể nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của họ Nga đã điều chỉnh học thuyết hạt nhân tiệm cận hơn giữa vạch đỏ, đồng thời họ ý thức rất rõ về đoàn tập kích tầm xa vừa rồi của Ukraine vào lãnh thổ Nga ngay sau khi nhận được tín hiệu đèn xanh từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Học thuyết trước đó của Nga năm 2020 nêu rõ rằng vũ khí hạt nhân của nước này có thể được sử dụng để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt khác khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Khi Tổng thống Putin phê duyệt học thuyết hạt nhân cập nhật, nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã coi đó là hành động gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Alanena Baerbock tuyên bố rằng Berlin và các đối tác sẽ không bị đe dọa và cáo buộc Moscow trêu đùa với nỗi sợ hãi của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vật âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công vào Dnipro của Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng báo động. Thủ tướng Ba Lan Donatas nhận định rằng nguy cơ xung đột toàn cầu là nghiêm trọng và có thật. Matthew Bain, giáo sư tại Đại học Harvard, người chuyên theo dõi rủi ro hạt nhân trong hàng thập kỷ, đánh giá rằng xác suất dài hạn về giao tranh hạt nhân có thể đã tăng lên một chút do Mỹ sẵn lòng để cho Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Ngoài việc gỡ rào về tên lửa tầm xa, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây còn lần đầu tiên phê chuẩn cung cấp cho Ukraine mìn chống bộ binh, đảo ngược chính sách của chính ông Biden trước đây. Động thái này cũng góp phần làm tăng nguy cơ gia tăng xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài khuôn khổ giữa hai nước này. Được biết, tính đến năm 2022, Mỹ sở hữu một kho mìn đồ sộ gồm khoảng 3 triệu quả mìn sát thương. Mặc dù một bộ phận phương Tây cho rằng Điện Kremlin chỉ đang khoa trương về sức mạnh vũ khí của mình, trên thực tế có những dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo Nga rất nghiêm túc trong cách nhìn nhận của họ về kịch bản chiến tranh hạt nhân. Tối thiểu, họ cũng muốn chỉ cho công chúng Nga thấy rằng nước này sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hãng thông tấn TASS tin, cựu tư lệnh lục quân Ba Lan, tướng Waterman Sipchok, nhận định tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine bởi các hệ thống phòng không hiện có của Kiev không thể phát hiện ra vụ phóng và hành trình bay của hỏa tiễn Nga. Trả lời phỏng vấn cầm thông tin Franda, tướng Zipyak chia sẻ, Theo góc nhìn của tôi, Nga đã chứng minh các hệ thống phòng không của Ukraine không thể chống lại các loại tên lửa xuyên lục địa bay ở độ cao lớn. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine vì không ai ghi lại vụ phóng tên lửa này. Vị tướng cũng chia sẻ thêm, vệ tinh trinh sát, dù là quân sự của Mỹ hay thương mại mà Ukraine sử dụng, lẽ ra phải phát hiện được vụ phóng và hành trình bay của tên lửa nhưng mọi việc đã không xảy ra và tín hiệu báo động cũng không vang lên. Tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang tên Oresnik được Nga sử dụng là một loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chưa từng được đề cập trước công chúng. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết cuộc tấn công vào thành phố Dnipro là cuộc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu, một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga. Ông Putin cho biết các kỹ sư tên lửa đã đặt tên cho tên lửa này là Oresnik hay cây phỉ. Theo tiếng Nga, Tên lửa này cũng đã được triển khai theo cấu hình siêu thanh phi hạt nhân và cuộc thử nghiệm đã thành công cũng như bắn trúng mục tiêu. Mới đây, ngoại trưởng Anh David Lammy tuyên bố anh sẽ đặt gói trừng phạt lớn nhất đối với hạm đội bóng tối gồm 30 tàu của Nga, đồng thời kêu gọi các đồng minh G7 tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi cần. Đây là biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với hạm đội ngầm nga từ trước đến nay, trực tiếp nhắm vào các tàu mà anh nghi ngờ đang tìm cách lách cạnh cấm dầu mỏ của phương Tây. Ông Lami cho biết, chúng tôi cam kết rằng những tàu lách luật và hỗ trợ lách luật đều phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Công bố chi tiết về lệnh trừng phạt, anh cho biết các tàu bị áp đặt lệnh trừng phạt đã vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ trị giá hàng tỷ bảng Anh trong năm qua. Các biện pháp mới sẽ nâng số lượng tàu chở dầu chịu lệnh trừng phạt của Anh lên 73. Anh cũng thông báo rằng hai công ty bảo hiểm của Nga là Adva Shachovani và VSK sẽ bị áp dụng lệnh trừng phạt và nước này sẽ tiếp tục kiểm tra thông tin bảo hiểm của các tàu khi di chuyển qua vùng biển của Anh. Với động thái này, Anh cùng các quốc gia phương Tây khác muốn đảm bảo Ukraine có được vị thế mạnh nhất để phòng thủ trong mùa đông này. Theo đó, trước cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại Italy, ông Lamy đã khẳng định rằng Kiev sẽ nhận được tiền và trang thiết bị quân sự cần thiết để vượt qua năm 2025. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lamy cũng nhấn mạnh rằng, theo đánh giá của Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột với Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 26 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Kopanky ở vùng Kharkov, phía Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã thành công giành quyền kiểm soát làng Komanki. Trong ngày qua, nhóm tác chiến phía Tây cũng đẩy lùi nhiều đợt phản công của các lữ đoàn bên phía Ukraine, khiến đối thủ tổn thất 440 binh lính, một xe tăng, năm xe cơ giới và một pháo tự hành. Tại mặt trận Donetsk, nhóm tác chiến phía Nam của Nga cũng đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến, đồng thời tập kích lực lượng Ukraine ở gần các khu định cư Konstantinovka, Tresnoy và Slyan. Tổn thất của Kiev tại khu vực này trong 24 giờ qua là hơn 485 binh lính và hai xe bọc thép. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn thành công 71 UAV và 6 quả bom thông minh Heimer được Ukraine triển khai trong đêm. Trong diễn biến khác, theo hãng thông tấn Pravda, trong ngày 26 tháng 11, quân đội Ukraine đã thành công đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga khỏi thành phố chiến lược Kupiansk, bất chấp việc Moscow gia tăng sức ép ở Kharkov. Phát ngôn viên nhóm tác chiến Kostitsia nói, Chúng tôi đã buộc đối thủ phải rút khỏi Kupiansk và đang kiểm soát toàn bộ khu vực ngoại ô của thành phố. Đối phương cũng đang cố gắng xâm nhập thành phố bằng các nhóm nhỏ, nhưng các kế hoạch này đều bị ngăn chặn. Quân đội Ukraine đang làm chủ tình hình. Kupiansk là một thành phố có vị trí chiến lược ở Kharkov, sở hữu hệ thống đường sắt linh hoạt và là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Thành phố này từng bị Nga kiểm soát trong một thời gian ngắn trước khi được Ukraine giành lại vào mùa thu năm 2022. Quân đội Ukraine cho biết đã phá hủy gần như toàn bộ tên lửa siêu vật âm mà Nga phóng đi trong một cuộc không kích dữ dội vào cuối tuần qua. Theo Ukraine, trong số 210 tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Nga phóng đi trong đêm 16 tháng 11, có 8 tên lửa KH-47 M2 Kirov và một tên lửa 3 M22 Zikon. Không quân Ukraine xác nhận đã bắn hạ 140 mục tiêu trên không, bao gồm 7 tên lửa Kirov và một tên lửa Zikon của Nga. Business Insider cho rằng, Thông tin trên chứng minh Ukraine vẫn có khả năng tiêu diệt các tên lửa siêu vật âm Kizil và Zircon của Nga, từng mệnh danh là vũ khí bất khả chiến bại. Tên lửa Kizil phóng từ trên không được Tổng thống Nga Putin tiết lộ vào năm 2018, có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng hơn 450 kg và cả đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Zircon là tên lửa phóng từ tàu chiến, có tốc độ di chuyển hơn 11.200 km một giờ. Tầm bắn của tên lửa là hơn 960 km và được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga hồi năm 2023. Zircon ít được Nga sử dụng hơn so với Kinzo. Kiev cho biết lần đầu tiên Nga phóng Zircon tấn công là vào tháng 2. Nga có thể phóng tên lửa dầu bằng tiêm kích MiG-31 và máy bay ném bom, còn Zircon mới chỉ giới hạn ở các tàu thuộc lớp đô đốc Goskop của Hải quân Nga. Tuy nhiên, Nga đã thử nghiệm phóng Zircon trên tàu ngầm và đang xem xét sử dụng trên các nền tảng khác. Trong khi đó, Ukraine hiện sở hữu một số hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa siêu vật âm của Nga như Semti, do Pháp, Italy sản xuất và hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ. Kiev đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp thêm các hệ thống trên để bảo vệ đất nước khỏi những cuộc tấn công dữ dội từ Nga như cuối tuần vừa qua. Sức ép phòng không cực lớn Các nhà phân tích nhận định, việc Ukraine bắn hạ vũ khí tiên tiến của Nga, bao gồm tên lửa siêu việt âm Kizil và Sekon, có thể cung cấp cho cả Kiev và NATO thông tin tình báo đáng giá, bởi chúng được mô tả nằm trong bộ siêu vũ khí của Nga. Trên thực tế, dù Ukraine có thể bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại của Nga, nhưng tỷ lệ đánh chặn đối với những vũ khí này vẫn còn tương đối thấp so với các loại đạn dược khác như UAV và các tên lửa hành trình truyền thống. Điều này làm nổi bật thách thức mà các hệ thống phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt. Hồi tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky tiết lộ Nga đã phóng 111 tên lửa Kizil kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 đang nói, Kiev chỉ bắn hạ được 28 tên lửa trong số này, tương đương tỷ lệ đánh chặn là 25%. Cũng theo ông, Nga mới chỉ sử dụng tên lửa Zircon 6 lần. Viện Kinh tế Thế giới Kiel tại Đức cho rằng, dữ liệu về tỷ lệ đánh chặn tên lửa siêu vật âm còn rất khan hiếm, viện nghiên cứu viết trong báo cáo hồi tháng 9, Ukraine tuyên bố tỷ lệ đánh chặn 25% đối với tên lửa siêu vật âm Kiro và Zircon nhưng các nguồn tin của Ukraine cũng chỉ ra rằng những vụ đánh chặn như vậy đòi hỏi phải bắn loạt tất cả 32 bệ phóng trong khẩu đội Patriot của Mỹ để có thể bắn hạ một tên lửa siêu vật âm duy nhất. Hiện chưa rõ Ukraine đã dùng cách nào để bắn hạ tên lửa Kizov và Các báo cáo cũng cho thấy tên lửa siêu vật âm của Nga vẫn đang gây áp lực cực lớn cho hệ thống phòng không vốn đã căng thẳng của Ukraine và còn có nguy cơ làm cạn kiệt tên lửa đánh chặn nhưng không đảm bảo mức độ thành công cho Kiev. Lukhe Martin, đơn vị sản xuất Patriot, Gần đây thông báo họ cũng đang chuẩn bị tăng mạnh sản lượng tên lửa đánh chặn PAC3 trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng.